Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Dạy Lái Xe của Kỳ Phước. Hôm nay Phước làm một cái clip về cái sa hình B2 ở bãi sát hạch lái xe thành công. Thì mong rằng các bạn có thời gian coi nhiều clip để các bạn nắm được những cái điểm canh. Thì khi các bạn nắm được những cái căn bản về những cái điểm canh của bài thi á, khi các bạn lên vượt xe hoặc các bạn thi thì cái tỷ lệ các bạn đậu rất là cao nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào ngay chỗ xuất phát nha các bạn. Thì ngay chỗ xuất phát này, xe sẽ đậu sẵn ở đây cho mình. Và các bạn phải lưu ý những cái gì? Nhớ giùm Phước 4 cái lưu ý trước khi mình vô bài thi. Cái đầu tiên là cái vị trí ngồi các bạn phải chỉnh lại cho nó phù hợp với mình. Tại vì cái bạn trước của mình nó có thể cao hơn mình, lùn hơn mình, cái vị trí nó sẽ khác. Cái lưu ý thứ hai là các bạn phải đeo seat belt. Đeo là phải cài vào luôn nha các bạn, nhớ nha. Cái lưu ý thứ ba là mình phải xả cái thắng tay. Và cái lưu ý cuối cùng là mình phải chỉnh cái gương chiếu hậu để làm sao thấy được cái chân bánh bên phải của mình, thấy được bên trái của mình. Tại vì mình thấy thì lát nữa mình vô bài mình thi mình mới dè được nha các bạn. Đó là cái quyền lợi của mình phải thật sự chuẩn bị bốn cái này hết thì các bạn mới xi nhan trái để mình vô bài thi ha. Đây, Phước đang chờ xe phía trước, các bạn nhớ mình phải chờ cái xe phía trước của mình nó qua cầu thì mình mới mở xi nhan trái để mình xuất phát mình đi. Và tại sao mình phải làm như vậy? Nếu mình mở xi nhan trái từ bây giờ máy đã báo mình xuất phát rồi thì mình đi lên đó mình vẫn phải chờ người ta thì sẽ mất thời gian của mình nha. Nên chờ xe phía trước của mình phải lên cầu thì ở đây mình mới mở xi nhan trái. Rồi các bạn nhìn Phước nha, bây giờ Phước sẽ mở xi nhan trái đây. Chờ máy Bắt báo. đầu. Đó, máy báo bắt đầu thì mình đạp con vào số 1. Rồi, tay các bạn nhớ đồng thời thời điểm này giữ cái cần xi nhan. Nghe bính bon là mình tắt. Ha, nghe bính bon là tắt xi nhan liền. Rồi, bài người đi bộ này thì canh cái gì? Bài thi tiếp theo. Bài thi dừng xe nhường đường cho người đi bộ. Bài người đi bộ các bạn canh bánh xe sau của các bạn vừa đè lên vạch sơn vàng là mình đạp con thắng đứng xe lại. Vô bài này mình đi càng chậm càng tốt nha. Ok, xong mình đếm 1, 2, 3. Rồi, dỡ con nhẹ đi tiếp. Đếm để làm chi? Cái khoảng thời gian đó cho máy nó nhận bài đó. Bài thi tiếp theo. Bài thi dừng xe và khởi hành ngang dốc. Rồi tới bài dốc cầu thì canh vai mình ngang cột stop là thắng đứng xe lại ha. Đây, vai ngang cột stop thắng đứng xe nha. Rồi tiếp tục nè. Mình nhả con thật là chậm, canh cái kim đồng hồ tua máy nó xuống còn chừng 500-600 thôi. Thì khi đó giữ chân con ngay vị trí rung. Bây giờ chỉ cần bỏ thắng thôi là xe nó lên. Nhớ giùm Phước ha. Nhả con thật chậm, chờ xe nó rung, Bài thi giữ tiếp chân theo. con ngay cái đồng hồ Bài tua thi cỡ qua 500-600 thôi, bánh bỏ xe thắng là nó và đường lên. hẹp Và các bạn muốn coi kỹ cái clip bài dốc cầu này thì các bạn coi lại cái clip số 8 của Phước ha. Rồi, vừa qua dốc cầu thì mình đi ôm sát vô cái lề đường bên phải cái hàng tôn màu xanh nè. Các bạn nhìn trên cái hàng tôn đó, nó có một cái đoạn sắt màu đen bị rỉ sét đó, các bạn thấy chưa? Canh vai của mình ngang thì thắng đứng xe lại. Đây, Phước đưa tay ra nè. Rồi vai ngang. Rồi thắng đứng xe lại. Bây giờ đánh hết lái về bên trái để mình vào bài vạch bánh xe. Rồi tiếp tục canh giữa ngực của mình. Cái điểm trên đây mấy thầy làm sẵn. Thẳng với cái mí giáp ranh trắng đỏ từ trong góc cùng bên tay phải đếm ra. Hoặc là có một cái đường sơn màu trắng nó mờ mờ ở dưới đường ha. Giữa ngực của các bạn thẳng với cái đó thì mình đi vào. Và chỗ này mình đi qua là phải đi dứt khoát qua ha. Đừng đi chậm tại vì 3 giây nó sẽ trừ điểm một lần. Nhớ nha. Rồi, mình đã lọt rồi nha. Bây giờ tới bài đi qua đường hẹp vuông góc. Góc bên trái, canh kiến trái, ngang cua trái. Thì đánh hết lái bên trái. Tiếp tục, canh giữa ngực mình thẳng với mí giáp ranh trắng đỏ từ trong góc đếm ra. Cũng là mí giáp ranh trắng đỏ đầu tiên. Rồi, trả lái thẳng lại. Đi tới. Tới góc bên phải, canh kiến phải ngang cái thùng điện. Kiến bên phải ngang thùng điện nha. Ok, đánh hết lái bên phải. Rồi, coi như là mình đã qua được cái bài đường hẹp vuông góc rồi các bạn ha. Đây, cái ngày thi bãi thành công này nó sẽ có 3 nơi xảy ra bài tình huống nguy hiểm. Đây, các bạn nhìn chữ D nè, nó nhấp nháy rồi. Nhớ nha, cái đèn thứ tư cái chữ D. Ý. Cái đèn thứ tư ngay chữ D, đó nó hú, thắng đứng xe lại. Bấm cái đèn ưu tiên.
Đó, chờ nó tuôn nó chấm điểm mình rồi, tắt cái đèn ưu tiên đi. Rồi dở con từ từ đi. Ngày thi bãi thành công này nó có Bài ba thi nơi tiếp xảy ra. theo. Bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Nơi đầu tiên là vừa ra bài đường hẹp vuông góc, nếu nó cái chữ D nhấp nháy là nó sẽ xảy ra. Nơi thứ hai là vừa qua ngã tư và quẹo trái, nếu nhấp nháy thì nó sẽ xảy ra. Và nơi thứ ba là vừa ra bài tăng tốc ngay cua ha, ở đâu nháy là xảy ra ở đó. Rồi tới bài ngã tư canh cái gì, nhìn capo mình nè, vừa mất cái lằn sơn vàng ngang là thắng lại. Sau đó mình nhìn cái đèn đèn đỏ, còn 3 giây đèn đỏ hoặc 2 giây cũng được, mình dở con từ từ lên mình đi, không có gì gấp hết nha. Nhớ là 2 3 giây đều được hết. Rồi. Tiếp tục, đây Phước vẫn còn 100 điểm nha. Tới bài đi vào đường vòng quanh Bài co. thi tiếp theo, bài thi đường vòng quanh co. Rồi các bạn đi cao lên giùm Phước nha. Chỗ này rất là rộng, mình đi càng cao lên để mình mở cái góc cua ra nó rộng, mình vô xe nó dễ. Cái bài đường vòng quanh co này á, theo Phước thì các bạn có đi theo quán tính nó rất là dễ canh. Chứ canh điểm canh vẫn có nha, nhưng đi theo quán tính nó sẽ dễ hơn. Rồi tới cua bên trái nè, thì các bạn thấy nè, kiến mình tới góc cua thì các bạn đánh lái đều tay, và mình vừa lái mình vừa nhìn gương hậu để coi cái bánh xe sau mình nó có cán góc bên trái hay không. Đúng không, các bạn thấy rất là rộng thoải mái, thấy chưa, không có bị cán gì hết. Rồi tiếp tục tới bên phải, bên phải thì nhìn kiến bên phải mình cũng lái đều tay ha, vừa nhìn kiến vừa nhìn đường mình lái rất là rộng rãi thoải mái nha. Chỗ này đi quán tính nó sẽ dễ hơn canh điểm canh nha các bạn. Rồi ra bài đường Bài vòng thi quanh tiếp co theo, rồi, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao tới thông. ngã tư canh cái gì cũng canh vạch sơn vàng, nhưng Phước vừa tới đây đèn xanh thì nên Phước đi luôn. À, không sao hết, mình canh đèn mình đi vẫn được nha các bạn. Bài thi sát hạch của thành công nó có hai cái nhà xe ghép dọc, thì mình nhìn liền hai cái nhà này, nhà nào trống Bài mình thi sẽ đi tiếp nhà đó. theo, bài thi ghép xe dọc Vậy và bây lớn giờ Phước sẽ đỗ. vô cái nhà xe đầu tiên vì nhà xe thứ hai đã có xe rồi. Thì các bạn thấy nè, mình canh vai mình vừa qua đường ống màu đen, vai mình nè vừa qua đường ống màu đen. Rồi thì các bạn làm gì, đánh hết lái vô bên phải để mình cho xe tiến vào nhà xe ha, đánh hết lái để cho xe tiến vào. Rồi canh nè, giữa ngực của các bạn điểm canh trên xe thẳng với cái cục gạch ở trên lề đường đó, hoặc là cái mí giáp ranh trắng đỏ ở trong góc đếm ra, nhớ nha, mới giúp ranh trắng đỏ đầu tiên từ trong góc đếm ra. Rồi cho xe đi thẳng vào. Bây giờ canh vai mình ngang giữa nhà xe thì thắng lại, vai ngang giữa nhà xe thắng lại, đánh hết lái về bên phải. Rồi bắt đầu nhìn gương hậu bên trái nè, đuôi xe vừa qua góc đụng mí giáp ranh trắng đỏ đầu tiên hoặc là có cục đá thì thắng lại. Ok, đánh hết lái về bên trái vào số dê. Rồi khi dê vô thì cứ thoải mái thôi ha, nhớ là canh chờ khi nào nó song song là mình thắng lại nè. Song song các bạn nhìn nha, song song thì mình thắng lại, chả lái thẳng, chả lái thẳng lại, song song thì thắng lại, chả lái thẳng. Rồi dê thẳng vào, mình dê thật là chậm nha, bánh xe sau qua vạch sơn vàng đồng thời cái máy nó kêu lên tun là mình thắng lại, chứ đừng để đó nó tuôn là mình thắng lại ha. Rồi tuôn là chấm điểm mình rồi đó. Bây giờ mình vào số 1, mình đi ra giữ thẳng xe, đi ra chờ vai của mình phải qua khỏi đường ống đen, rồi đánh hết lái để mình thoát ra bài. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Rồi khi mình ra cái bài ghép dọc quá thì các bạn cứ dở con lên và nhẹ ga vô để mình chừa thời gian mình làm việc khác ha. À, cái bài nhà xe ghép dọc á thì các bạn nhớ coi cái clip 5, cái bài dê ép góc á nha, để mình nắm rõ bài đó hơn. Đây, tới đây thì mình quẹo phải đi qua ngã tư tiếp chứ đừng đi thẳng nha. Bảng người ta chỉ mà người ta kêu mình quẹo phải thì phải nhớ quẹo phải ha. Rồi ông bài với Phước tiếp nè, tới ngã tư nhìn mũi tên dưới đường đi đâu, quẹo trái thì nhớ mở xi nhan trái. Ngã tư canh cái gì, nhìn capo mất vạch sơn vàng thì thắng lại. Chờ 3 giây thì dở con nhẹ mình đi.
Rồi, quẹo trái ha các bạn ha. Rồi, cái tình huống nguy hiểm ở cái địa điểm đầu tiên nó đã xảy ra rồi. Nếu địa điểm đầu tiên nó đã không xảy ra thì các bạn nhớ vừa qua ngã tư quẹo trái này, coi chừng ngay đoạn này nó sẽ xảy ra. Và nó sẽ báo hiệu cho mình bằng cái đèn nhấp nháy, cái đèn thứ tư này tiếp. Nhớ nha, mình đã xảy ra rồi, đây nè, người ta đã chấm điểm mình rồi. Còn nếu nó chưa xảy ra thì ở đây coi chừng nha. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe chỗ có đường sắt chạy qua. Rồi, tới bài đường sắt canh cái gì? Bánh xe sau của mình vừa đè lên vạch sơn vàng là mình thắng lại. Nhớ bài người đi bộ và đường sắt này mình đi càng chậm càng dễ công. Bánh xe sau vừa đè lên vạch sơn vàng là mình thắng lại. Đếm 1, 2, 3. Rồi, tiếp tục dở con nhẹ mình đi ha. Cái bài tăng tốc chuẩn bị tới, rất là đơn giản, không có gì phải ngại hết. Bài thi tiếp theo, bài thi thay đổi số trên đường thẳng. Đó, thay đổi số trên đường thẳng, các bạn cứ đi vào thật là chậm. Chỉ cần các bạn nghe bính bon là đạp con thắng đứng xe lại giùm Phước ha. Không có gấp gì hết, cứ làm theo sự hướng dẫn của Phước rất là dễ. Nghe bính bon là thắng lại thôi. Thắng lại, vào số 2. Xong rồi lại vào lại số 1 ha. Rồi, dở con từ từ lên. Nhớ không có gì gấp hết. Nhả con từ từ ra hết chân con luôn. Để mạnh ga vô để cho vận tốc mình vượt qua 30 nha. Rồi, xong. Đạp con ra thắng chậm lại cho dưới 20. Phải trước cái bảng đỏ này, vận tốc các bạn phải dưới 20 nha. Tiếp tục nhả con từ từ mình đi tiếp. Hoặc các bạn có thể chọn phương án là thắng đứng xe lại luôn. Rồi các bạn dở con lại từ từ các bạn đi vẫn được. Tại vì khi thắng đứng xe lại thì cái vận tốc nó bằng không. Nó chắc chắn hơn. Còn bạn nào cảm thấy tốt thì mình chỉ cần ra dưới 20 mình đi luôn vẫn được nha. Đây, tới cái địa điểm tình huống nguy hiểm thứ ba. Nếu mà hai chỗ kia vẫn không xảy ra thì tới đây nhìn cái đèn chữ D nó nhấp nháy mà Phước nghĩ cũng khỏi nhìn luôn. Chắc chắn nó sẽ xảy ra rồi. Hai chỗ kia không xảy ra thì vừa ôm qua cái cua ngay cái hàng bông này. Bài thi là tiếp nó theo. Báo bài ngay đây liền xe nha. Ngang vào nơi đỗ. Rồi, tới cái bài ghép xe ngang đây. Đây, cái nhà 1 ha. Ở nhà bài thi sát hạch thành công này sẽ có hai cái nhà xe. Thì Phước sẽ làm cái clip của cái nhà 1 trước cho các bạn. Nếu các bạn đi cái nhà ghép ngang đầu tiên, nhà 1 thì các bạn phải đi sát vào cái hàng rào bên tay phải. Ngay cái hàng lan can màu đỏ này nè. Các bạn thấy chưa? Có một cái cọng kẽm của cái cọng kẽm mà cột ở trên cái lan can màu đỏ nè. Vai của các bạn ngang ha. Vai ngang cọng kẽm này thì thắng lại giùm Phước. Ok, nhớ nha, vai ngang thì thắng lại. Rồi làm gì nè? Chờ cái xe phía trước nó ve vô rồi Phước mới ve ha. Tại vì vào nhà 2 dễ hơn nhà 1. Phước chỉ cái nhà 1 nó khó hơn để cho các bạn biết. Nhà 2 và nhà 1 gì cũng là đều một cách canh hết. À, chờ bạn đó ve vô rồi Phước sẽ ve vô để các bạn. Chỉ cần các bạn coi clip nhiều, nhớ những cái điểm canh. Tới đó mình canh cái gì, mình đánh lái như thế nào thì Phước chắc chắn các bạn đậu thôi. Mình đã thuộc điểm hết rồi thì cái ngày thi mình chỉ ứng dụng vô thôi chứ đâu còn gì nữa đâu. Cố gắng lên. Đó, bạn đó đi ra đây ha. Giờ Phước sẽ đánh hết lái vô để chuẩn bị mình vô nhà xe đầu tiên. Nhớ nha, những cái điểm canh này rất là dễ, chỉ cần các bạn nhớ là các bạn thi đậu thôi. Đây, các bạn nhìn ở dưới đường nè, sẽ có một cái chấm màu đỏ nó hơi mờ ha. Các bạn canh giữa ngực của các bạn thẳng với chấm đỏ đó thì các bạn trả lái thẳng lại. Trả lái thẳng lại. Rồi tiến tới, bắt đầu canh vai của các bạn ngang cây cột nơi đổ xe. Nhà nào cũng canh cây cột này hết, nơi đổ xe thì thắng đứng xe lại. Rồi làm gì? Đánh hết lái về bên trái nha. Canh đuôi xe mình thẳng vào góc trong cùng thì mình thắng lại. Ok, thẳng vào góc trong cùng thì mình thắng lại. Trả lái thẳng lại vào số ve. Và các bạn ve vô thật là chậm. Chỉ cần mình nghe cái tiếng bính bon là các bạn đạp con thắng lại nha. Nghe bính bon là đạp con thắng lại. Đánh hết lái về bên trái. Rồi nhả con từ từ vô.
Đồng thời lúc này các bạn nhìn gương phải để coi mình có bị cán bên phải hay không, hay là sát bên phải để mình chỉnh. Phước đã làm một cái clip để chỉnh bên phải rồi, các bạn có thể xem lại. Giờ chỉ cần chờ song song là mình thắng lại. Song song chưa? Rồi. Đó, nếu nó tôn thì các bạn có thể vào số 1 đi ra luôn. Còn nếu nó không tôn thì các bạn trả lái thẳng lại và dê lại cho nó sát cái đường ống đen phía sau luôn ha. Chứ đừng cán nha, dê sát thôi. Dê sát lại nó vẫn không tôn thì các bạn vào số 1, các bạn chạy tới chừng nửa mét. Xong các bạn vào dê, vào số dê, dê lại một lần nữa. Vẫn không nhận bài thì khi đó các bạn đi ra luôn. Cái clip nhà xe ghép ngang này Phước đã làm một cái clip chỉnh sửa, nên các bạn có thể coi theo cái clip đó nha. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Rồi, cái ngã tư cuối cùng này lúc nào nó cũng đèn xanh hết, mình chỉ cần nhớ mở xi nhan phải rồi và mình quẹo về thôi. Bài thi tiếp theo, bài thi kết thúc. Rồi, tới chỗ kết thúc cũng vậy, phải nhớ mở xi nhan phải trước khi qua bậc kết thúc. Đây, số điểm Phước vẫn còn 100 điểm ha. Tổng thời gian Phước chạy 16 phút. Chúc mừng bạn đã thi đạt phần thi lái xe trong hình. Rồi, bây giờ Phước sẽ thống kê lại về cái sa hình B2 tại bãi sát hạch lái xe thành công với các bạn. B2 và B1 giống như nhau hết, không có khác cái gì hết, y hệt hết. Chỉ là B1 nó sẽ dễ hơn là xe tự động và cái sa hình thi vẫn như nhau nha. Mình thống kê lại là những cái điểm nào các bạn cần phải lưu ý. Đó, thứ nhất là ngay chỗ xuất phát, các bạn phải đảm bảo được 4 cái yếu tố và Phước đã nói trong clip rồi. Thứ nhất là vị trí ngồi, thứ nhì seat belt, thứ ba thắng tay và gương chiếu hậu. Mình phải đảm bảo được 4 yếu tố đó thì khi đó mới mở xi nhan trái để mình xuất phát nha. Rồi, cái lưu ý thứ hai là trong cái sa hình này á, mình sẽ có 3 cây cột stop. Đó là bài người đi bộ, bài dốc cầu và bài đường sắt. Thì bài người đi bộ và bài đường sắt mình canh cột thì nó sẽ có cái khuyết điểm là như thế nào? Các bạn sẽ có người cao, người lùn, nên canh cây cột sẽ có người canh dư, canh thiếu và nó sẽ không chính xác. Riêng cái đường người đi bộ với đường sắt đó, các bạn nên chọn phương án là canh bánh xe sao vừa đè lên vạch sơn vàng. Nó sẽ dễ canh, ha, dễ rất nhiều. Và các bạn lưu ý là mình đi vào bài đó mình đi thật là chậm thôi, càng chậm càng tốt để mình canh nha. Còn cái cây cột stop thứ ba là cái cây cột trên dốc cầu. Các bạn nhớ nha, cái dốc cầu ở thành công là phải canh cột stop. Vai ngang cột thì mình không mất điểm. Nhưng nếu vai lố cột mình sẽ bị loại trực tiếp. Cái chỗ đó rất nguy hiểm nên Phước khuyên các bạn nên bỏ 5 điểm đi. Chỉ cần nghe bính bon là các bạn đạp con thắng lại rồi. Và cái nhấn mạnh nữa, dốc cầu không canh bánh xe đè vạch sơn vàng nha các bạn. Các bạn mà bị nhầm lẫn chỗ này, canh bánh xe đè trên vạch sơn vàng mà trên dốc cầu là các bạn bị loại rồi đó. Là khi đó các bạn lố cây cột cột cả mét lận đó. Nhớ giùm Phước, có 3 cây cột stop nhưng chỉ canh vai ngang một cây cột thôi, đó là cây cột dốc cầu. Còn 2 cây cột kia là canh bánh xe đè vạch sơn vàng, nó sẽ dễ hơn ha. À, tiếp tục cái lưu ý nữa là cái lưu ý về cái bài tình huống nguy hiểm. Cái sa hình bãi ở thành công này á, tình huống nguy hiểm nó sẽ có 3 nơi nó xảy ra. Cái nơi đầu tiên là vừa đi ra bài đường hẹp vuông góc. Nơi thứ hai là vừa đi qua ngã tư quẹo trái. Nơi thứ ba là vừa đi ra bài tăng tốc vừa cái cua quẹo trái đó. Nhưng nó chỉ xảy ra chỉ có một lần thôi. Nó 3 nơi lận nhưng xảy ra chỉ có một lần thôi. Và đã xảy ra rồi thì không xảy ra nữa, các bạn nhớ nha. Và đây, và cái lưu ý là cái gì? Nếu mình tới cái nơi nào thì để ý cái đèn chữ D liền. Cái đèn chữ D này nó mà nhấp nháy thì là nơi đó xảy ra. Nhớ giùm Phước nha. Cứ tới điểm 1 mà đèn chữ D không nháy, ok, không sao hết. Tới điểm 2 mà đèn D nháy, chắc chắn điểm thứ 2 nó xảy ra. Nhớ, nơi nào nó xảy ra thì nó sẽ nhá cho các bạn. Ha. Và cái lưu ý cuối cùng là cái bài ghép ngang. Các bạn cứ làm theo cái sự hướng dẫn của Phước thì Phước bảo đảm các bạn thi một lần là lấy bằng thôi. Và các bạn, Phước có làm những cái clip nhỏ để các bạn nắm vững hơn, chắc hơn. Giống như cái bài nhà xe ghép dọc, mình chưa hiểu các bạn có thể coi cái clip số 5, số 6 của Phước. Cái bài nhà xe ghép ngang, cái cách chỉnh sửa trong bài nhà xe ghép ngang như thế nào, các bạn có thể quan sát, coi kỹ cái clip số 7 là bài nhà xe ghép ngang. Còn cái bài dốc cầu, để các bạn nắm chắc bài dốc cầu nó rơi vô trường hợp nào để mình xử lý, thì các bạn coi cái clip thứ 8
ha. Mình yếu bài nào mình coi sâu vô bài đó thì các bạn sẽ nắm chắc thôi. Clip này nó hỗ trợ cho các bạn rất nhiều về cái việc tập sở hình để các bạn lấy bằng. Tại vì chắc chắn cái thời gian trong đây các bạn sẽ không tập được nhiều đâu. Thứ nhất là bãi rất là nhiều bạn thi, nên thời gian chỉ có được 1 tiếng, 2 tiếng thôi. Mà mình không nắm được những cái điểm canh này á, thì các bạn sẽ khó chạy lắm. Nên cố gắng coi clip nhiều, nắm được hết cái điểm canh để Phước bảo đảm các bạn thi đậu thôi. Cuối cùng chúc các bạn sức khỏe, mọi người đều khỏe hết, giữ vững tay lái và cố gắng đi thi để có cái bằng trong năm nay. Ok, chào các bạn, cảm ơn các bạn nhiều.